Chào cậu. Hello anh em, hôm nay mình lại tiếp tục mang đến cho anh em một cái mã code tuần của tựa game Kho Báu Huyền Thoại bản Việt Nam nhé. Đấy, để xem hôm nay sẽ là cái code như nào đây. Không biết là giáp Tết rồi nó có cho cái code nào nó ngon ngon hơn code lần trước không. Nhập luôn anh em nhé, mình sẽ nhập luôn. Anh em xem video của mình có thể để lại cho mình xin đăng ký kênh này, một like và một chia sẻ của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chúng ta sẽ có cái code đó là 190E7 7 BF6 CD8 75. Rồi, chúng ta được 200 Belly, 200.000 Belly, 100 kim cương và được một viên đá cấp 1 anh em ạ, và được 5 bánh bao và được 5 mảnh của Mihao. Đó. Có cái sự kiện mình chưa làm được cho anh em. Họ rũ ruột luôn, làm cái video đấy sự kiện kia thì hơi dài một chút. Mình sẽ cố gắng cho anh em ở cái video sau anh em nhé. Video này mình cung cấp code trước cho anh em. Anh em nhớ là nhập hôm nay thứ 6 này, thì anh em nhớ là nhập trước hôm thứ 2 nhá. Anh em nhập còn thứ 7 chủ nhật nữa là sẽ hết tuần. Anh em cố gắng nhập hôm thứ 7 hoặc là chủ nhật, anh em cố gắng nhập luôn giúp mình nhá. Đến thứ 2 là sẽ có một code mới anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc đi anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình.